Thưa quý vị và các bạn, Công an thị xã Mỹ Hào vừa ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với Bùi Thị Hoài ở xã Dương Quang, Đặng Thị Tuyến ở xã Hưng Long và Triệu Thị Hoa ở xã Ngọc Lâm, đều ở thị xã Mỹ Hào về việc đăng tải thông tin sai sự thật trên trang Facebook. Tại cơ quan điều tra, Hoài khai nhận, ngày 9 tháng 3, Hoài sử dụng điện thoại của mình để đăng tải thông tin về một cá nhân ở xã Dương Quang, trốn khỏi khu cách ly, khai báo gian dối không trung thực về virus corona gây ra, gây hoang mang dư luận. Sau khi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình là Hoài Bùi, đã nhận được rất nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ. Đối với hai trường hợp là Đặng Thị Tuyến và Triệu Thị Hoa, trong hai ngày 27 và 31 tháng 3, cả hai đều sử dụng Facebook Tuyến Đặng và Thái Hà đăng tải với nội dung ở xã Ngọc Lâm và xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào có người dương tính với COVID-19. Cơ quan công an xác nhận việc đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận và đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi cá nhân 10 triệu đồng do vi phạm quy định trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Xử lý nghiêm những trường hợp tung tin sai sự thật lên không gian mạng, đặc biệt là trong thời gian liên quan đến COVID-19. Lực lượng công an thị xã Mỹ Hào sẽ tiếp tục phối hợp với ban ngành liên quan nắm tình hình, thanh tra kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là liên quan đến công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin trên địa bàn.